Đại học Quốc gia Hà Nội xác định khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực phát triển đại học nghiên cứu, hướng tới tự chủ và xếp hạng đại học từ các kết quả khoa học mới, sản phẩm khoa học mới, chương trình đào tạo mới có chất lượng, gắn với nhu cầu thực tiễn. Mục tiêu đến năm 2025, Đại học Quốc gia Hà Nội thu hút bổ sung khoảng 500 nhà khoa học trẻ có chất lượng, đóng vai trò là đội ngũ kế cận phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội. Đây là thông tin được lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội chia sẻ tại Hội nghị Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo năm 2022 tổ chức sáng nay. Thời gian qua, Đại học Quốc gia Hà Nội đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách tạo động lực và thúc đẩy phát triển sản phẩm khoa học và công nghệ, trọng dụng đãi ngộ các nhà khoa học. Trong thời gian tới, Đại học Quốc gia Hà Nội đặt trọng tâm của hoạt động nghiên cứu khoa học là đẩy mạnh vai trò các nhà khoa học trong thế mạnh nghiên cứu khoa học cơ bản, ưu tiên chuyển giao công nghệ, đẩy mạnh các chương trình khoa học hợp tác với địa phương, góp phần giải quyết bài toán phát triển kinh tế xã hội, tăng cường năng lực đổi mới sáng tạo, gia tăng nguồn thu từ các hoạt động chuyển giao, thương mại hóa sản phẩm khoa học công nghệ, phát triển doanh nghiệp và khoa học công nghệ, dịch vụ, phục vụ cộng đồng. Đồng bộ từ việc hướng nghiệp và thu hút học sinh giỏi từ các trường trung học phổ thông, đào tạo đại học, sau tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội và các đối tác quốc tế, tuyển dụng, bố trí sử dụng và phát triển.